Xin chào các bạn. Hôm nay Điện Máy Giá Kho giới thiệu tới các bạn là sản phẩm tủ lạnh đến từ thương hiệu Panasonic. Đây là chiếc BX471GPKV. Thì với cái dòng sản phẩm này thì sẽ có dung tích là 417 lít các bạn nhé. Với cái số lít khá là to và sẽ được bảo hành điện tử chính hãng tại nhà 2 năm của Panasonic và bảo hành động cơ máy nén là 12 năm. Thì với cái dòng của Pana là bảo hành động cơ máy nén tương đối là cao hơn so với các sản phẩm khác. Một số sản phẩm khác thì chỉ 10-11 năm thôi, nhưng mà hãng bảo hành lên tới 12 năm thì rất là thoải mái. Ở phía trước đây thì chúng ta, đây các bạn thấy có một cái tem của hãng đây. Cái tem này họ muốn quảng bá đến mình về cái tính năng vượt trội của họ, đó là tính năng ngăn đông mềm mới đây. Với cái ngăn đông mềm mới này theo thông số của hãng thì sẽ làm được tươi thực phẩm trong vòng 7 ngày. Đó, đây là những cái ưu điểm của nó thì được thể hiện đây rồi. Máy sẽ được hoạt động inverter nha, và cảm biến thông minh Econavi, hệ thống đa cấp nhiệt multi control. Đó là những gì mà cái chiếc 471G này thể hiện được, một thương hiệu đến từ Nhật Bản rất là đỉnh đám rồi. Thì ở phía trước này chúng ta sẽ có một cái khu vực điều khiển cảm ứng các bạn nha, được mạ một lớp chrome rất là đẹp, là một cái điểm nhấn của chiếc tủ này. Đây là những cái công nghệ mà chúng ta có chế độ Econavi này. Và đây là chúng ta sẽ tùy chỉnh cái khu vực khoang ngăn đông và ngăn mát nha. Về tổng thể thì chiếc 471GPKV này sẽ có tông màu đen gương các bạn nha. Đó, các bạn thấy khi bên mình đang thực hiện việc ghi hình thì màu đen gương này phản chiếu lại. Thì ở phía trung tâm đây chúng ta sẽ có một khu vực lấy nước lạnh nha. Đây lấy nước lạnh nha. Thì chúng ta sẽ đặt cốc nước vào đây. Đó, ấn vào nãy đây thì nước lạnh được làm mát ở bên trong sẽ chảy ra ngoài. Đó, ở đây là có cái ni lông cho nên là nó sẽ bị rát lại đó, thì khi chúng ta sử dụng sẽ bóc ra. Với cái công nghệ của Pana thì luôn đánh giá cao về những cái công nghệ về khử mùi kháng khuẩn của hãng, làm rất tốt, và cái làm lạnh của Pana cũng rất là chuẩn các bạn ạ. Ngăn đông mềm đây đạt chuẩn này, âm 3 độ C này, rất là tốt. Thì đây là tất cả những gì ở phía trước. Ngay sau đây mình sẽ đi vào luôn cái khoang làm lạnh bên trong để các bạn thấy. Với dung tích là 471 lít là dung tích khá là to. Thì với những gia đình mà muốn không gian lít to này và lại muốn có một cánh ở bên trên thôi để cho nó gọn không gian bếp của mình thì sản phẩm này rất là tuyệt vời. Ở bên trong thì chúng ta sẽ thấy đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ mở nắp lên và đổ nước này. Các bạn sẽ đổ nước tinh khiết nha. Nước lạnh, nước tinh khiết thì sẽ được làm lạnh ở đây và sẽ lấy ở bên ngoài. Đó. Dung tích là 3 lít. Ở đây là những cái hộp mà chúng ta có thể chứa những đồ thực phẩm, ví dụ đây là khay để trứng này, hay hoa quả tùy ý các bạn. Và đây là ở bên khu vực giữa đây là một cái khay rau củ quả này. Và đây là cái khay mà chúng ta sẽ để thực phẩm là ngăn đông mềm của hãng đây. Đó. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có những cái khay bằng kính cường lực, chúng ta có thể để rau củ quả hay là các loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng. Ở trước tủ này nó sẽ có một cái công nghệ nữa là công nghệ kháng khuẩn bằng ion bạc các bạn nha. Đây là khu vực này chúng ta làm đèn thì khi mà auto đây các bạn nhìn đây có một lẫy này, khi mà chúng ta đóng mà nó sẽ đóng tắt và khi mở tủ ra nó sẽ lẫy lên thì đèn đây sẽ sáng. Đây là cái khu vực mà thông số của hãng này, đây này NRBX471G nha. Thì cái đuôi PKV có nghĩa là đuôi mã màu các bạn nha. Đó, đây là đuôi mã màu đấy. Thì sản phẩm sẽ là 471G nhưng mà thêm đuôi là PKV. PKV mã màu. Còn đây. Đây là khu vực ngăn đông. Thì ngăn đông đây chúng ta sẽ có một cái hộp làm đá thủ công thôi, nhưng mà cũng rất là tiện, chúng ta sẽ đổ nước vào đây làm đá, khi hoàn thành xong chúng ta sẽ vặn để cho đá rơi xuống. Và đây là sẽ có thêm ba cái khay này làm riêng biệt. Thì với việc ba khay riêng biệt này chúng ta sẽ chứa được những cái thực phẩm để cho nó tách rời nhau để đỡ bị ám mùi. Đánh giá tổng thể thì dòng sản phẩm của Pana là một thương hiệu được đánh giá rất là cao đối với những dòng tủ lạnh hoặc là điều hòa các bạn. Thì với dòng sản phẩm tủ lạnh này thì là một mã mới 2021 rất là hot, rất là đáng sử dụng luôn. Hiện tại sản phẩm đang được Điện Máy Giá Kho bên mình bán với giá rất tốt so với thị trường. Thì tại thời điểm hiện tại thì mình sẽ không công bố giá bán đây, bởi vì là có thể khi các bạn xem cái video clip này nó sẽ ở một cái thời điểm giá nó có thể thay đổi theo giá thị trường. Thì các bạn quan tâm thì hãy vui lòng liên hệ với bên mình qua hotline là 0835333444 hoặc qua fanpage bên mình là Điện Máy Giá Kho, qua website của bên mình là điệnmayghiakho.vn.
Thì kho hàng bên mình sẽ có kho ở Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. Thì nếu các bạn qua trực tiếp ở Hải Dương của bên mình với địa chỉ là số 1 Tam Giang, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những sản phẩm giới thiệu, review điện máy lần sau nha. Xin cảm ơn.